Trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, thần Zeus cùng cô gái phàm trần sinh ra một người con trai. Kế thừa thần lực của cha, anh ta vô cùng dũng mãnh. Anh ta tên là Hercules, vốn là chàng trai nửa thần nửa người. Anh chịu sự nguyền rủa của Hera, vợ cả của thần Zeus, cũng phải đối mặt với nhiều sự thử thách của các vị thần, phải hoàn thành 12 nhiệm vụ người phàm không thể hoàn thành: giết chết rắn 9 đầu hung dữ trong hồ, đánh bại lợn rừng khổng lồ ở vùng đất tuyết, còn tấn công chúa sơn lâm đao thương không chết ở hang động. Hercules còn dùng tay không xé miệng sư tử, đội đầu sư tử lên trên người. Trải qua 12 trận chiến sinh tử, Hercules vẫn sống sót trở về. Đương nhiên đây chỉ là những chuyện trong truyền thuyết, nhưng sức mạnh Hercules thật sự vô song, do đó được vua Eurystheus trọng dụng, được dân chúng yêu mến, xem anh như là một vị thần. Sau đó anh lấy vợ sinh con và có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng một hôm khi tỉnh dậy, vợ con đã chết ngay bên cạnh, còn hai bàn tay của Hercules thì dính đầy máu tươi, dường như là chính tay anh đã giết chết vợ con mình. Vua Eurystheus không giáng tội anh mà chỉ đuổi anh đi. Sau đó Hercules lưu lạc bên ngoài, anh đã xây dựng nên một nhóm quân hùng mạnh, có thể nói là bất khả chiến bại. Chỉ cần tiền thù lao nhiều thì đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trong đội có Iolaus là người kể chuyện, anh ca tụng Hercules như là một vị thần dũng mãnh, khiến cho tiếng tăm của Hercules càng vang xa. Một hôm công chúa của nước Thrace tìm đến Hercules, bởi vì đất nước đang bị chiến loạn liên miên, do đó cô xin đội quân của anh đến giúp đỡ và hứa sẽ trọng thưởng hậu hĩnh. Hercules đã đồng ý. Khi đến nước Thrace, Hercules mới biết rằng quân địch lại là ác ma nhân mã, bọn chúng phóng hỏa giết người vô cùng tàn ác. Thế là họ huấn luyện quân sĩ chuẩn bị để xuất kích. Khi đi thành trì đầu tiên thì phát hiện một cảnh tượng đổ nát, người chết vô số. Ai ngờ khi đến gần để xem thì mới biết đây là một cái bẫy. Đối phương người đông, ai ai cũng tay cầm gươm đao. Hercules một tay đánh bay một tên, thể hiện sức mạnh hơn người. Các thành viên khác cũng rất là dũng mãnh, nhưng quân địch đã bao vây vua Cotys. Hercules cưỡi chiến xa xông vào quân địch, cuối cùng cũng đẩy lui được quân địch, nhưng quân Thrace cũng thương vong vô số. Nhưng đội quân nhân mã trong truyền thuyết không thấy xuất hiện. Agenia, công chúa Thrace đến hỏi thăm, còn băng bó vết thương cho Hercules. Thật ra chiến thần cũng có mặt yếu đuối. Hercules lại một lần nữa mơ thấy cái chết của vợ con anh và quái thú cướp Eris. Agenia hỏi thăm chuyện của Hercules, nhưng không ai biết sự thật là gì, họ chỉ khẳng định là Hercules là một người đàn ông lương thiện. Mọi người tiếp tục luyện tập, sức chiến đấu cũng được nâng cao. Họ hùng dũng xuất quân, xa xa nhìn thấy quân ác ma nhân mã, nhưng kỳ thực đó là người đang cưỡi ngựa, có lẽ cũng bị người ta đồn thổi là thần lực như Hercules. Thủ lĩnh Rhesus kiêu ngạo nói rằng, sau này sẽ không còn truyền thuyết về con trai thần Zeus nữa. Quân địch người đông thế mạnh, Hercules cũng bày bố binh trận nghênh chiến. Anh cầm chiếc búa không ai địch lại nổi. Cung thủ Atalanta bắn mũi tên liên tiếp. Sau đó quân địch dùng hỏa lực tấn công bọn họ. Đội quân Hercules đã dùng khiên giàn trận, chỉ có Amphiras giang rộng hai tay nhưng lại không có một mũi tên nào bắn trúng vào người. Sau cùng Hercules vật ngã con chiến mã của Rhesus. Trận chiến này bọn họ chiến thắng rực rỡ. Thủ lĩnh Rhesus bị bắt mang về. Trên đường Rhesus nói với Hercules, bọn họ không hề giết người phóng hỏa, có người cố ý hãm hại. Hercules trong lòng thấy bất an liền đi hỏi Agenia. Hóa ra chồng của Agenia mới là quốc vương, đã bị cha cô giết rồi đoạt lấy ngôi vị, nhưng cô không thể báo thù, bởi vì cô sợ cha mình sẽ giết hại con trai Aeus. Hercules lúc này mới biết rằng vua Cotys cố ý phóng hỏa để lấy cớ tấn công các nước khác. Nhóm quân của Hercules đã lấy được vàng như lời hứa, nhưng Hercules thì không chịu rời đi. Anh muốn ở lại cứu đất nước này. Thế là bọn họ trở lại hoàng cung thì bị mai phục. Vua Cotys lợi dụng mẹ con Agenia để uy hiếp Hercules. Lúc này tay chân của Hercules đã bị xích chặt. Vua Eurystheus đột nhiên xuất hiện. Hóa ra hai nước này đã liên minh lại, muốn thống trị cả đế quốc Hy Lạp cổ. Năm xưa vua Eurystheus ghen ghét uy danh của Hercules nên đã ra tay hạ độc anh, khiến anh bị hoang tưởng nhìn vợ con thành quái thú cướp Eris mà ra tay giết chết. Cũng vào lúc đó vua Cotys còn chuẩn bị giết chết Agenia. Vào lúc nguy cấp, Hercules lòng đầy nỗi oán giận đã vùng lên làm đứt dây xích cứu được Agenia. Vua Cotys đã thả chó sói để đối phó với anh. Hercules tay không đã chế ngự được bọn sói và dùng sức mạnh mở cánh cửa sắt cứu được các chiến hữu ra. Mọi người càng đánh càng dũng mãnh. Cuối cùng Hercules dùng dao đâm chết vua Eurystheus. Nhưng bọn họ làm sao có thể chiến thắng một đội quân hùng hậu? Vua Cotys còn đem Aeus ra uy hiếp. May mà Autolycus đã cứu được cậu bé, nhưng đáng tiếc Tydeus đã hy sinh. Anh ta đã dùng thân mình chắn cung tên cho mọi người. Mọi người đẩy ngã các chậu lửa, tạm thời ngăn chặn được quân Cotys. Lúc này Hercules sức mạnh vô địch đã đẩy bức tượng khổng lồ thần Hera, và vua Cotys đã bị bức tượng thần bảo vệ ông ta đè chết. Sau trận chiến, Hercules đứng trên nơi cao nhất của cung điện, khí thế uy dũng lấn át mọi vật. Mọi người đều kính sợ mà thuần phục, lần lượt quỳ rạp xuống và hô vang tên của anh, chiến thần Hercules. Bộ phim điện ảnh này rất hay, các bạn nên xem cả bộ phim. Tên của bộ phim này là Hercules, ra mắt vào năm 2014, miêu tả về vị anh hùng đã đánh thắng quốc vương, cứu được hàng vạn người dân thời Hy Lạp cổ. Được rồi, bộ phim hôm nay đến đây là hết. Muốn thưởng thức nhiều bộ phim hay thì hãy follow mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp.